Hi, xin chào cả nhà như thường lệ thì hôm nay Minh Dũng tiếp tục ngồi đây để kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma kinh dị đầy hấp dẫn và đầy rùng rợn nha cả nhà nha. Và nếu như mọi người thích những câu chuyện mà Dũng đọc á thì mọi người nhớ đăng ký xe và subscribe cho Minh Dũng nha cả nhà nha. Kênh của Minh Dũng là Trịnh Minh Dũng Vlog nha cả nhà. Vâng, cảm ơn cả nhà rất nhiều và ngày hôm nay Minh Dũng sẽ gửi đến mọi người hai cái mẫu chuyện rất là kinh dị và rất là rùng rợn mẫu câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện được mang tên là đêm canh sát và câu chuyện thứ hai được mang tên là bóng ma trong phòng khám uhm, rất là kinh dị và rất là dễ sợ mọi người hãy nhớ cố gắng tập trung mà lắng nghe nha vâng và bây giờ câu chuyện thứ nhất đêm canh sát xin phép được bắt đã... khi mới 17 tuổi thì mẹ bà ngoại tức là bà cố của em mất nhà mà kêu là cái chòi lá thì đúng hơn thì ở một cù lao chơi vơi giữa sông nơi miệt an hữu tiền giang bà cố mất ngay lúc nửa đêm sau mấy ngày cảm mạo trúng gió chỉ còn lại ông cố và bà ngoại thế là ông cố phải đi chèo xuồng ra trại hòm để mua hòm về liệm bà cố Kê bà ngoại ở lại canh sát bà cố. Xác bà cố lúc này để nằm trong mùng giường, trên người đắp tấm mền, mặt cũng được che bằng một cái khăn nhỏ, trên bụng dần nải chuối. Bà ngoại thì nằm trên cái chiếu đệm nhỏ chạy dưới đất kế bên để canh sát bà cố. Đêm đó, mưa cả rứt, gió thì giật từng cơn hụi trong tròn, thì chỉ có cái đèn dầu mù u lê lét. Nhưng bà ngoại không sợ, vì cái xác đó là mẹ của mình mà nằm trong được một lúc thì bà ngoại ngủ thiếp đi lúc nào không hay một lúc sau bà ngoại bị giật mình thức giấc bởi cái tiếng đồng sột sột giống như là tiếng chuột cạp vậy bà ngoại mới nhìn chung quanh vì sợ chuột vô cắn xác bà cố nhưng không có con chuột nào hết bà ngoại mới lờm cơm ngồi dậy nhìn vô trong mùng chỗ xác bà cố thì trời ơi bà cố cô bà cố đang ngồi trong mùng, tóc xỏa che hết mặt. Hai tay cầm nải chuối cắn nhai sồn sột. Chợt bà cố ngẩng phát mặt lên, nhìn thẳng bà ngoại. Mắt long lên đỏ rực, rồi cất cái giọng tao thèm thịt quá. Tao thèm thịt mày quá. lấy hết sức bình sinh bà bà chạy bà la lên ma 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 thì đúng lúc đó là ông cố ông chạy về đúng cái tình huống đó ông cố ông mới lấy một cái lá bùa trong túi ông ra tại vì ông có học qua bùa năm ông cho nên lập tức ông lấy cái tấm bùa đó dán ngay vào đầu của bà cố và bà cố rú lên một cái bà cố nằm ngay lại vị trí cũ lúc đó ông cố mới giải thích rằng là bà cố chết ngay giờ linh gặp ngay lúc giông quỷ đói đi ngang và hạp nên nó nhập vô xác bà cố luôn chuyện này là do chính bà ngoại em là người trong cuộc kể lại luôn đó nha mọi người em xin hết và câu chuyện thứ hai bên chủng xin phép được đọc đó là câu chuyện bóng ma ở phòng khám Tôi là bác sĩ chuyên khoa cấp cứu đang làm việc ở một bệnh viện quận Nội Thành. Đặc biệt, tôi chỉ làm từ 18 giờ chiều hôm nay cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Tôi làm 4 ngày trong tuần và làm ở một phòng khám tư. Ở phòng khám tư thì tôi làm giờ hành chánh cũng như làm suốt 6 ngày trong tuần. Xin phép tôi không nói tên bệnh viện cũng như phòng khám tôi đang làm. Đây là chuyện đã xảy ra mấy năm rồi. Ở phòng khám tư, lúc đó tôi mới vô làm. Vì tôi làm giờ hành chánh nên ban ngày chỉ có một mình tôi để tôi tả sơ sơ cái nơi tôi làm việc nhé. Mặt tiền của phòng khám ngang cỡ 8 mét nên được làm hai cửa. Một bên là cửa chính đi vô cũng là nơi chờ đến lượt khám của bệnh nhân. Bên còn lại thì làm nhà thuốc của phòng khám. Trong phòng khám, tất cả được ngăn phòng nhôm lên nửa người phần còn lại bên trên thì gắn kính ở trong nhìn ra thì thấy ngoài nhìn vô thì không thấy vô phòng chờ mở thêm cái cửa nữa bước vào trong là đến phòng khám bên phải là bàn để khám bệnh sau bàn là cái giường để bệnh nhân nằm chích thuốc cũng là nơi tôi nằm ngủ trưa khi ngủ trưa là tôi đóng cửa phòng khám bên trái là dãy giường để bệnh nhân nằm điều trị trong cùng là phòng đo điện tim, kế bên phòng đo điện tim là cái toilet. Từ cửa phòng khám nhìn thẳng vô trong là phòng xét nghiệm máu. Ở phòng đo điện tim nhìn ra ngoài là thấy hết toàn cảnh bên ngoài xe chạy từ cửa chính cũng như nhà thuốc. Mấy hôm đầu tôi làm việc, mọi việc đều bình thường. Có hôm tôi đang nằm ngủ trưa cỡ hơn 12 giờ thì có người gọi đúng tên tôi hai lần giọng rất là gấp gáp của một người thanh niên tôi giật mình trong đầu nghĩ chắc có thể là một bệnh nhân cấp cứu tôi liền nói ơi chợn chút tôi chạy ra mở cửa thì không thấy ai chỉ có xe chạy qua lại trên đường tôi lấy làm lạ có người gọi rõ ràng mà gọi đến hai lần ra không có ai tôi cũng nghi rồi nhưng lại nghĩ mà chỉ có ban đêm thôi bây giờ là ban ngày mà chắc ai mà phá mình thế là tôi lại vào ngủ tiếp sau mấy ngày tôi bị gọi tên trong lòng cũng thấy bất an nên trước khi đi ngủ trưa thì tôi hay đọc câu kinh thánh Hallelujah, ngợi khen tức Chúa Trời Ba Ngôi. Xin Chúa ba cho con giấc ngủ bình an, nhưng danh Chúa Giêsu Christ Amen. Rồi tôi nằm ngủ, nhưng lại không ngủ được, vì cái cửa phòng xét nghiệm, nó cứ rột rẹt, rột rẹt, rột rẹt, giống như có con gì cào vào. Rồi cái cửa, nó cứ phát ra tiếng, giống như có ai rung cánh cửa, vì nó là cửa nhôm nên nghe rất là lớn và thanh tiếng đột nhiên tôi nghe cái tách tôi biết là cái tách cửa đã được mở vì cái tiếng đó là tiếng của cái chốt từ tay nắm của cửa tôi bật dậy nhìn cái cửa phòng xét nghiệm đúng là đúng là nó mở rồi vậy là Tôi chạy ra ngoài mở cửa phòng khám luôn, không ngủ trưa tiếp, vì cũng thấy sợ. Mấy ngày sau, tôi không dám ngủ trưa nữa, mà để cửa phòng khám, rồi nằm nghỉ thôi chứ không dám ngủ. Rồi một hôm, tôi chuẩn bị đi ăn trưa. Khi đi ăn, thì tôi thấy cái áo blue. Đồ tôi thay thì móc trong phòng đo điện tim. Tôi thay đồ thường phải nhìn ra bên ngoài qua tấm kính để ngó coi có ai vô không. Thì tôi thấy có một người thanh niên chạy chiếc xe e Black mé bên nhà thuốc qua cửa chính. Người thanh niên bị khuất khi giao nhau giữa cửa nhà thuốc với cửa chính. Vì ở giữa hai cửa có một tấm vách cỡ một mét. Tôi mới nhìn qua cửa chính, chờ người đó vô thì mình ra hỏi. Nhưng sao chờ hoài không có thấy? Cũng không thấy người đó quay lại cứ như là mất tích khoảng quất giữa hai cái cửa. Tôi không thể hiểu người thanh niên đó đi đâu. Vì đi tới cửa chính cũng không thấy mà quay lại cũng không. Cứ như là tan biến sau cái cách một mét ấy vậy. Ngày hôm nay, bệnh nhân đông, tôi khám mệt quá nên quyết định đóng cửa ngủ trưa. Vì cái cửa phòng xét nghiệm tự dưng mở qua cũng lâu, nên tôi cũng bớt sợ phần nào tôi để đèn ngủ luôn. Trước khi đi ngủ, tôi cũng đọc câu kinh. Hallelujah, người khen Đức Chúa Trời ba ngôi, xin Chúa ban cho con giấc ngủ bình an, nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen. Tôi đang mơ mơ màng màng. Tư thế nằm nghiêng nghiêng, thì người tôi nó cứng ngắc, không chở mình được. Tôi hí mắt ra, nhìn lên trên, thì thấy đèn vẫn sáng, nhưng không tài nào cử động được. Tôi nhìn ngang trước mặt tôi, thì tôi thấy đôi chân mặc quần jean nằm ngược đầu lại với tôi. Người đó đang ướp vào người vào tôi, có nghĩa là người đó đang kẹp tôi, không cho tôi chở mình. Lúc đó, da gà của tôi cảm giác rợn người chạy khắp thân mình. Tôi biết, tôi đã bị ma nó kẹp không cho chở mình tôi nghĩ bây giờ phải làm sao đây? Tôi, tôi là đọc kinh thánh. Hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời ba ngôi. Hồi nãy con có xin Đức Chúa Trời ban cho con giấc ngủ trong sự bình an. Mà giờ ma quỷ nó phá uhm. con, không cho con ngủ. Xin Đức Chúa Trời trừng phạt nó, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen. Tôi vừa dứt câu Amen, thì nó cũng biến mất. Tôi bật người ngồi dậy. Lúc này tôi có cảm giác không còn sợ như lúc cái cửa phòng xét nghiệm mở, kể từ lúc đó trở về sau, mấy năm nay tôi đóng cửa phòng khám để ngủ mà không còn tiếng kêu của cái cửa phòng xét nghiệm hay là nó tự động mở cửa nữa và tôi cũng không thấy người thanh niên kẹp người tôi. Tới đây chuyện cũng đã hết rồi. Chúc anh em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nào rảnh, tôi viết tiếp chuyện ma trong bệnh viện tôi làm cho anh em đọc nghe vâng và câu chuyện thứ hai mình chúng kể đến đây cũng đã hết rồi và mọi người ơi thế giới siêu nhiên là một thế giới mà các nhà khoa học trên thế giới họ đang nghiên cứu có nghĩa là họ không dám phủ nhận là không có thật họ vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu thế giới siêu nhiên bản thân nó là vô hình cho nên không thể lấy thế giới hữu hình cũng như là định luật vật lý mà đòi hỏi nó có sự logic và thời gian kể chuyện đến đây cũng đã hết rồi nếu như mọi người thấy câu chuyện của minh dũng kể hấp dẫn kinh dị rùng rợn thì mọi người hãy nhớ đăng ký xe và subscribe cho minh dũng và đừng quên để cho minh dũng ở dưới một bình luận nhé cả nhà nha còn bây giờ thì minh dũng xin chào và hẹn gặp lại.